3 tháng 10 của ai đấy? Đi bước kiểu hả? Huấn luyện đi. Thôi đi vào trong đây nó mát rồi, không vấn đề gì đâu. Ba cây nữa mày ơi. Nói câu chán quay rồi. Đây đây. À cái đường kia mình đi là đường đi đánh ô tô. Thành 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 thành. Cứ phải cười chứ. Em để mặt anh gây yến vào em không ăn thịt. Mặt anh chảy ra xong rồi nhìn thấy quay quay vẫn cười. Mặt mày nhá. Thể nào Thủy cũng bị chửi giống như là cái thằng mà bảo mấy chị em đi xuống cái khe đấy.
nó vô cực đấy, chửi nó mà tìm được ra nó chửi, nó bảo con lừa đảo. Bây giờ đóng đầu á, kể tên đi anh Lực ra nào. Ơ anh Lực, nhiên đi. Thế nhá, anh em ta là gì? Parent. Parent này. Đường kia mà. Đường này. Dưới kia có rẽ được. Đâu đây nhá. Trong mũi gì? Con này. Đây sao là căn cứ cái nhỏ cũ. Ô đây này, đây là đường hầm này. Đấy. Vòng xuống. Rẽ phải không rồi vòng xuống bên trái. Đi đường men này xuống. Ê cái chỗ này đi xuống đi vào lề đường cho bà nhá. Lo thì Hải Yến. Ê cây này, cây này màu vàng ấy. Cái này màu vàng. Cái sao màu vàng. Ông là cái Hải Yến. Ông là ai người ta cho người ta họ lò. Từ cái vụ ở Đồ Sơn đấy. Đây đây đây.
cây to này thì đi xuống. À đây đi thẳng xuống thì chúng tôi không thấy chưa ô tô nào kia. Chiến mẹ làm mẹ quả luôn, quất hết các loại chứng khoán luôn. Đi đâu rồi lại? Ở chơi chứng khoán là nó mắc lắm cả điện thoại. Không, đợt đấy lên mà, đợt trước em ăn cực. À, đúng rồi, đúng. Chính nhắn đúng không? Ấy, cuối cùng nó tìm ra. Đấy, tìm ra chỗ cần đến. Nó bảo là cả một cái công viên đẹp như kia không này. Dĩ nốt này. Ừ, anh chỉ có nhiều con đốt. Em vừa vôi cái hết rồi. Chắc do ăn đó chứ anh có bị gì đâu. Máu anh nhỏ máu gì? Tôi máu tôi, đi đéo đang bị. Anh nhỏ máu gì? Ồ. Ồ, không bị đốt. Điều em A. Ui, chồng có người rồi. Chị ơi xuống đi. Để em chụp cho. Thủy chụp cho tôi trước nhá. Trong lực nhá, Yến nhá. Đừng sợ gì tôi chứ. Thủy chụp cho Mạnh Yến xong là lực chụp cho Thủy. 100 đứa đều bảo sao cái cổng trời ấy. Mình không chụp cho mình lên. Ôi trời em. Yến đến tâm Yến là sau anh Lực cơ. Mạnh sau anh Lực xong là dí vào anh rồi anh đứng xa lắm. Để tấm bấm vào cái nút này không đấy. Đấy, ủi đây. Smile. Tiếp. Mình chụp cỡ ba lô đó. Không, cứ đeo ba lô đi. Xong tí quăng ba lô đây rồi. Rồi. Đây gặp. Đứng xuống. Leader khác ba người cầm mình nói. Dạng to cho nó. Dạng nha, dạng hắn nha. Chị lấy góc rộng á. Trên cái có quần gì mà ngắm thế? Hô bụng vào. Đi vào mé trong đấy. Đẹp quá. Dừng nhá. Rồi đi ra. Mặt cười tươi thế nào, sao mà căng thẳng thế? Yêu mốt đi. Nhìn kiểu con chó cảnh đi. Nhìn này kiểu con chó cảnh. Rồi. Rồi, đổ ra, đổ không? Kiểu gì nữa? Ngồi đi, ngồi đi. Ờ, ngồi đi, ngồi đó. Ừ. Hay đi ăn. Đi ăn đi. 12 giờ chẳng đi ăn thì... Ủa đã 12 giờ được ạ.
triệu nhé. Cha mẹ sinh con trời sinh tính có thể đấy. 6 đồng, 6 đồng rưỡi. Chưa tính mặt này. Con này 6 đồng. Con này 6 đồng rưỡi. Con này 7 đồng, tổng mai hết con 32 đồng nữa chưa. Rồi. Thank you.
phải chuyên nghiệp. To mà. Được ấy nhỉ? Nhảy đi. Mà đau lưng lắm rồi. Không, em qua lên xã. Mà... tiền đó. Mấy bức tượng chụp. Cái cầu này nó mới đẹp. Để anh chở em tí. Anh thấy mọi người tìm đi xong điểm đó đi cùng đi. Cho các bạn tự chọn điểm. Nào đi, do dân được. Chồng em kìa, nó vẫn lên cái cổng thì nó lên xong rồi chụp ảnh em đó hả? À, thì nó nợ trở về. Cười cái điều gì? Mình không để ý cái cổng này liền, biết phải cố lên đi anh đạp. Họ đang cứ thấy hôn lại nó thôi mà. Thật ra điên là mãi mà. Sau khi mà cái đầu tiên ở khi nào mà chả đi. Gặp nhau cái gì? Đấy. Đấy, đẹp chưa?
đi ô tô đi từ đây vào trong này không lái xe lên đó còn lái cái xe khách là lái vừa đi vừa nghỉ, cứ đi đến đây xong rồi đến Hà Tĩnh nghỉ, nghỉ xong rồi quay vào đây, vào đây thì cứ tập về thì làm tập cách ly, thì dừng lại cho mình đi, thế xong rồi cũng nhận mẫu, thì em lấy một người nữa thì mình bắt đi mất, em lấy Hà Lan, mình quê mình gọi là 4.0 nhỉ? 4.0 quê mình quê lắm. Đây là Brami này. Biển đi kìa. Kia bạn ấy. Bạn mà không nhận ra nhau. Sao anh không để lại? Sao anh không bảo đây chính nó ấy? Nó bị mất chứng nhớ. Chính nó ấy, đón đi. Vừa bị tấn lần gì nhỉ? Đông ghê. Đông ghê. Mẹ đúng rồi. Lại cầm cái ba lô xong là đứng xung quanh thì vợ thì đúng thật. Ba lô thì đứng ông khoác vai của ông đâu điện thoại này. Ở đông lắm. Cổ tay lắc quay. Bây giờ đi phun như thế luôn, đến đây kia rồi. Mỗi khi nó quyết định giảm lên. Mãi vẫn 1% chưa lên được. Ừ thì cái nguồn đấy. Nguồn đấy là nhiều lắm, chỉ một máy thôi. Máy nào đang 45% được thôi.
nó nằm đằng này. Thì em phải đi xa ra đằng đầu đằng kia nữa thì chụp mới vào. Tao thấy cái mắt nghệ thuật của mày tao chịu. Em chụp vuông nhá, chụp vuông luôn nhá, không cần phải cắt nữa. Được kiểu ảnh đấy rồi. Ơ hay là mình đi gần trước hay không mình đi xa? Mình chụp ở đấy trước xong rồi mình mới đi xa. Mình đi xa trước. Thôi về chụp, gần. Chụp ở đây xong mất thời gian mất. Ờ à, đúng rồi. Đẹp quá mình lại chết các. Bay phone bay phone này. Thực ra nếu mà như giống cái kia mình chỉ cần đi đến chỗ này mình chụp ảnh thôi, xong rồi tối mình không đi xem lắm nữa. Hay là sáng mai đi mẹ bảo tàng mà xem bảo tàng nào thì tớ thích tớ mới đi. Xong rồi trưa mai 3 giờ. Đây cây cối này. Cây cối này nó trồng ấy chứ mọc tự nhiên đâu. À chỗ kia để con tắm kìa. Chỉ đủ tiền đi chơi thôi. Đâu lắc đầu đi. Đấy. Để gặp nó đi, đừng điêu nữa. Không đâu, quay chân đi rồi. Đâu? Cái tòa và khách sạn năm sao kìa.
Chụp đi. Quay cái mà. Đi à, đi làm cửa kia xong rồi đi xuống kìa. À, bây giờ hết rồi. Ok, Lake Show, Live VN. Tại 9 giờ mà có tiếp thì ngồi kia, có kia nhé.